Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn một video về cách làm món khoai lang nhật dầm sữa chua nhé. Hay là khoai lang nhật nghiền sữa chua. Các bạn cần chuẩn bị cho mình khoai lang ạ. Đây là khoai lang nhật các bạn nhé, 1 kg khoai. Bây giờ mình sẽ rửa cái phần khoai lang này để mình luộc nó lên nhé. Đây ạ, phần khoai lang này thì các bạn sẽ cắt cho mình cái phần đầu này. Cái phần đầu của các bạn sẽ cắt và mình rửa thật sạch đấy nhá. Mình mua ấy thì họ cũng đã rửa rồi. Và nhớ là các bạn để ý cái phần đầu, nếu mà nó mõm ấy thì chúng ta sẽ không lấy nhá, vì đấy là sẽ làm cho khoai lang của nó sẽ bị hỏng ấy ạ. Cắt bỏ bớt cái phần đầu này đi. Ra bớt cái nhựa khoai nhé. Rồi mình sẽ sắp thành từng khúc để mình luộc lên nhé. Trong nước như này cái nhựa nó ra làm cho cái nước nó đục vậy ạ. Mình luộc xong đó thì mình mới bóc vỏ. Rồi bây giờ mình sẽ rửa lại cái phần khoai này lên để mình cho vào nồi luộc nhé. Đây các bạn, khoai khi mình đã rửa xong rồi nhé. Bây giờ mình sẽ xếp vào nồi cơm điện, mình sẽ luộc bằng nồi cơm điện luôn ạ. Tuy là nó khoai nhưng các bạn muốn vị nó đậm và ngọt đậm thì chúng ta sẽ cho một ít muối nhé, chỉ cần vài hạt muối thôi. Nước mình chỉ cần cho nước xâm xấp như thế này thôi nhé. Bây giờ mình nấu như kiểu là mình nấu cơm thôi. Thì các bạn, khoai mình cho vào nồi cơm điện này ạ. Bây giờ mình sẽ dập nút để mình nấu. Mình cứ đun sôi đi, sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp nhé. Đây ạ, khi mình luộc khoai nó đã sôi các bạn nhé. Các bạn sẽ để cho nó sôi độ 5 phút nữa. Thì sau đó mình chắt bỏ bớt nước đi. Đây các bạn, khi khoai như thế này là đã chín rồi. Mình sẽ chắt bỏ nước này đi để mình đun lại thêm để cho nó khô kiệt nước nhé. Đây ạ, khi mình đã chắt hết nước rồi, bây giờ mình sẽ đun tiếp nhé. Mình sẽ đun lại để cho nó khô cái phần khoai này lên. Đây các bạn, khi mình đã khoai nó đã khô hết phần nước này đi rồi nhé. Bây giờ mình sẽ lấy ra. Bở tung luôn các bạn, khoai lang nhật. Đây ạ, khi cái phần khoai mình đã luộc chín và các bạn sẽ cho ra một cái tô khác cho mình bóc bỏ cái phần vỏ đi nhé. Để mình sẽ nghiền ra, các bạn có thể xay hoặc dầm nhuyễn ra.
rất bở và ngon các bạn, ngọt nữa. Với những người bị nhuận tràng ấy thì các bạn có thể ăn cái món khoai này nhé. Mà khoai thì có tác dụng rất tốt đối với cơ thể chúng ta rồi. Với các bạn ăn giảm cân cũng được thì chúng ta sẽ dùng một cái sữa chua mà không có đường ấy ạ. Rất là hợp lý ạ. Mình sẽ không dùng hết 4 củ khoai này, này nhé. Mình chỉ dùng 2 củ thôi các bạn ạ. 500 g khoai nhé. Bây giờ mình sẽ dầm nhuyễn cái phần khoai này ra. Đây các bạn, khi mà mình đã ấy cái phần khoai này nhé, nó đã mềm rồi nhé. Và bây giờ mình sẽ cho vào một cái, bạn cho vào một cái bát cho mình nhé. Nếu mà các bạn có những cái môi ấy, mình múc như cả một bút kem ấy thì cũng được, còn không có thì mình cho vào những cái bát con như thế này. Sau đó mình sẽ cho ra cái đĩa các bạn nhé. Đây các bạn, là mình sẽ bọc lại và mình cất trong ngăn mát tủ lạnh được 1 đến 2 giờ nhé. Sau đó thì mình sẽ lấy ra để mình cho sữa chua vào để nó sẽ có độ mát nhé. Khi mình để 2 giờ rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra các bạn nhé, để mình ăn nhé. Các bạn cho mình hộp sữa chua. Nếu các bạn ăn nhiều sữa chua thì chúng ta có thể cho số lượng nhiều nhé, tùy theo. Các bạn có thể cho một chút dừa khô lên trên nhé. Mình có thể trang trí lên trên ngọn rau bạc hà các bạn ạ. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong ấy là món khoai lang nghiền sữa chua các bạn nhé. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Ẩm thực miền quê ạ. Và mình mời các bạn cùng thưởng thức món ăn với mình nhé. Với một chút dừa khô nữa ạ. Vị ngọt thơm của khoai lang kết hợp với sữa chua, nó có độ chua chua và dừa khô nữa các bạn nhé.
một món ăn ngon tuyệt các bạn ạ. Các bạn hãy thử làm ngay món này để mình ăn nhé.